Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm món bít tết bò nha. Đây là hai miếng thịt bò cho bố mẹ, còn đây là thịt bò đã băm rồi của em bé Huyên. Bây giờ cái này thì mình đã ướp gia vị là muối tiêu rồi, thì mình chỉ có chiên lên thôi. Và bây giờ mình bắt đầu chiên nha. Bây giờ mình bắt đầu nồi lửa chiên thịt bò. Bật cái mút hút mùi nên là hơi ồn. Mình sẽ dùng dầu ô liu để chiên áp chảo. Tết là áp trên lửa lớn, áp thịt bò trên lửa lớn chín bên ngoài, bên trong thì chưa được chín kỹ, tái tái của mình thì mình sẽ ăn chín vừa tới, còn của ba là mình phải áp kỹ, không là ba bụng yếu sống ăn không tốt. Mặt này của mình miếng này là đã được rồi. Không có là chín quá không ngon. Mình có áp ba, có áp thêm này nữa. Đấy. Thơm lắm. Thơm nhất mình biết luôn. Ngon à? Soosu gần đây mọi người. Soosu up so, single way up. Ekon na yang yam. Yes, take a soosu gần đây. Mak rượu kia. Anh em, xin chào mọi người. Hôm nay nhà mình ăn món stick bò bít tết. À ba ở tết. Maxisa. Maxisa. Mogoba. Mogoba. Nè, như có cái phiên hề à? À, ta hề cái gì? Phút lâu rồi á? Phút lâu rồi nè. Chọn được thứ nhất kia sẽ thật là thích kiến thức. Thật sự. 한 번씩 찾아 먹어도 되겠네. 고기 질이 나쁘지 않네. 저희 보면은 요거 스테이크 파는데 이 스테이크 파는데 보면은 소스도 팔아. 소스 병에 들어 있어. 옆에 없어요. 그 근처에 있어. 물어보면. 나중에 직원 물어. 직원한테 물어봐서 사. 그래서 고고 나서. 스테이크 소스를 살 위에 네. 해줘야 그래야 맛있어.
kiểu Tây, mình không quen cắt. À, mình định lấy cái này vừa ăn vừa cắt. Cắt ra là thử sao? Nè, xếp thử yếp cực kề. Nè, nè, xếp thử sao? Sôn nìm hoa ổ miền ổ mộng bộ cung. Kể yếu. Sức kì cắt rồi. Tô đẹp thử sao? Yêu là ấm mà khóc cử. À, yêu mà khóc. Ấm mà khóc. Hôm nay ăn món bò bít tết. Để nói chuyện một tí nhỉ. Đi xin chua. Ừ, nó xin chua. Ừ. 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 최고 비싼 것들로 사면 돼. 내가 부드러워 주세요. 식탁보다 많이 더 사. 물론. Mình và ông xã quen nhau như thế nào không? Có qua công ty môi giới hay không mà tại sao lại lấy chồng lớn tuổi, già như thế? Bà, chị cưng. Bồn xa làm hàn thê xóa mê hèo. Bà nà hàn thê ọt tóc kê mà nà phơ. Không phải qua công ty môi giới đâu ạ. Tự quen trong một trường hợp hoàn cảnh tình cờ. Nhật Bản 에서 만났고 네가 나를 꼬셨다고 유혹. Ông xã bảo là hồi ở Nhật Bản là em dụ dỗ dụ dỗ appa. Mình làm ở Nhật Bản đi xuất khẩu lao động một năm ở Nhật, còn ông xã thì làm bên Nhật là lâu rồi, làm cho công ty Nhật ở sống ở Nhật đến 20 năm. Thế là vào một ngày đẹp trời gặp nhau tại bãi biển Imabari xinh đẹp ở Nhật Bản, rồi nói chuyện làm quen. Lúc đó cũng nghĩ là mình là chú cháu thôi chứ không có nghĩ gì quen, mới quen người lớn tuổi, thế làm sao mình nghĩ lên chuyện linh tinh được. Cùng ở chung một khu nhà, tạo tầng trên mình là tầng dưới, đi ở cùng với các bạn thực tập sinh khác nữa. Appa ở một mình. Ừ.
toàn là nhu quả của chị cả. Bây giờ vẫn chưa biết là ai là người dụ dỗ ai nữa. Mình thì đã một lần lỡ làm một lần. Có đứa con gái đang ở bên Việt Nam, năm nay bé được 6 tuổi, đang học lớp 1, ở với bố dành nuôi. Vì không được nuôi con nên là đi lao động. Sau đó là quen là ba. Mọi người đoán xem là ba bao nhiêu tuổi. Cái thịt của anh, cái thịt của mình là hồng hồng, là ăn ngon, mềm. À bà ý khoát, chôm pin cự, cái này putter luôn. À bà putter luôn. À bà chín kỹ hơn nên là mình hỏi xem có mềm hay không. À bà bảo ăn được, không sao hết, ngon. Bên này Việt thịt bò đắt á, và Việt Nam thịt bò té hơn nên mọi người thử vào ăn kiểu này ha. Rất nhiều thời gian mà lại ngon miệng, giữ được cái vị thịt bò. Chính ra mà thích rồi. Chính xác đi. Bởi vì mà이마트 같은 데는 큰 그런 매장은 공신력이 있으니까 은근히 물건 저 갖다가 팔면 손님들 다 써주고 안 와. 그러니까 그걸 안 해. 거짓말 안 해. 거짓말. 좋은 거. 과일 같은 것도 계약 해가지고 심지어 시골에 재배하는 사람들하고 계약해가지고 그러니까 안 달고 맛없으면 계약 파괴 끌고 그러니까 농사 지은 사람들도 체크하고 좋은 것만 놔두고. Siêu thị lớn thì người ta có hợp đồng hẳn hoi với các công ty lớn ấy, nên người ta không thể làm giá được. Nếu như mà giá thì khách hàng sẽ không có, mất khách hàng. Nên là người ta báo gặp nhau là duyên và trở thành vợ chồng là phận. Thế nên là lớn tuổi hay là khác là bắt đầu ngôn ngữ, nhưng mà đã là duyên phận thì vẫn đến với nhau. Và mình với Appa thì cũng có va chạm, có lời qua tiếng lại, nhưng mà không phải là trầm trọng nghiêm trọng. Nghĩa là lúc đầu không hiểu nhau á, ngôn ngữ mình thì tiếng còn chưa nhận rõ, tính thì cách thì chưa ở lâu nên chưa biết, nhưng mà dần dần hiểu nhau rồi, không có chuyện. Mỗi lần xin mic thì Appa thường là người nhường, 10 phút là Appa hết giận. Appa sao un tê uli sao un tê Appa giáng cô giáng cô han sa.
Này. À ba là về nhường nhịn mình. Chứ không nhường là thôi á. Một nước sách vali về. Chưa quên là đã đăng ký đi học rồi, đến gặp cô giáo rồi. Đến tháng 3 là bắt đầu với trẻ, lúc đó là mẹ sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện, để làm YouTuber, để làm việc riêng. Ờ, mama mà. À, sữa nhá. Hay bơm một cô ba. Một cái đoạn cô chả. Banana, banana. Banana. Banana nè. Thôi nào, ăn chuối nha. Chuối. Ăn chuối. Chú. Chú. À nha. À nha. Xin chào. Xin chào Việt Nam. Xin chào ông bà, cháu chào các cô các bác. Chỉ có một cái súp béo bạn ăn một bữa. À ta bạn ít thôi rồi bạn bạn thả thêm một cô khăn xích thế ít xa cả chờ mà khăn xích một bữa hăm chăm để mai mình mua cái. À ba ăn miếng thịt với rau là no ấy, không có ăn cơm nữa. Nào, súp만 있으면 밥도 필요 없고. 네. 참 좋아 먹기. 나 있어 봐. 생각 안 나. 일 많이 안 먹어봐서 몰라서. 네. 몰라서 몰라. 자주 먹어보면 이제 자동으로 알아. 낚시 골에서 살았어. 안 그 때 난 이거 안 먹으려고 아빠 봐라. 안 이태자. 그거 뭐 또 숲? 숲 nhỏ bên cạnh. 나 không cần ăn cơm. 근데 mình có bao giờ đi ăn nhà hàng mà biết những cái đồ ăn sang chảnh ấy. Đây là mình học trên YouTuber, YouTube. 배 검사로 돌아다니면 어차피는 2개월, 3개월씩 걸려. 배 한 5, 6, 7척 전 세계에 여기저기 있는데 다 가봐. 우리에서 빼려. 가면 호텔에서 배가 들어오도록 어차피는 일주일도 기다리고 뭐 4, 5일, 일주일 길게 기다릴 때는 배가 스케줄이 안 맞고 딜레이 되고 그러면 10일씩 또 기다리고 있을 때가 있어, 호텔에. 스테이크도 먹다가, 뭣도 먹다가, 오만 요리 다 먹어봐. 그러고 다니다 보면 이제 어느 호텔에는 뭐가 맛있고 다 하려. 사라다 소스 맛있어. 사라다 소스 세트 사라. 같이 사. 맛있어요. 같이 사. 아빠 ngày xưa đi tàu, lái tàu, không phải lái tàu, mình làm công phim, tàu biển. Tàu biển Viễn Dương. Muốn đấy. À, biscuit. Biscuit. À, ta là khét thật. Đã mua bữa xưa. Mà xí xưa xưa, đã mua bữa xưa. Mơ gồm, mơ gồm, mơ gồm, mơ gồm, mơ gồm, mơ gồm. Mới vừa nghỉ hưu, 2 năm. Nghỉ hưu xong là mình sang đây luôn á. Mà xí xưa. Mà xí xưa. Không đón mình sang là cũng không nghỉ hưu rồi, vẫn còn làm tiếp ở bên Nhật. Xin chào mọi người, mình đã ăn xong rồi.
잘 먹었습니다. 바이바이. 비도 바이바이. 잘 먹었습니다. 네, 맞아요. 오, 야, 민경.